sẽ cùng bắt tay vào chinh phục tiếng Anh nhé. Let's go! Hi guys, how are you? Chào các em có khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài của chúng ta nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào lesson 3. Let's go! 1. Listen and repeat. Chúng ta sẽ nghe và nhắc lại. That. Who is that? Yes. Yes, it is. Vậy là chúng ta vừa nghe thấy đúng không? Chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé. That. Who's that? Yes. Yes, it is. Rất đơn giản đúng không? Vậy thì chúng ta sang 2. Listen and write. Chúng ta sẽ nghe và viết lại nhé. 1. Is that your friend? 2. Yes, it is. Vậy là câu này nghe chúng ta khá quen đúng không? Không phải là khá quen nữa rồi mà là rất quen luôn ấy. Trong cả quá trình hai bài trước chúng ta đã học câu này rồi. Is that your friend? Vậy ở đây chúng ta sẽ điền từ that sang to. Câu trả lời là gì? Yes, it is. Chúng ta sẽ điền yes vào đây. Ok, chúng ta sang 3. Let's chant. Who's that? Chúng ta cùng nghe nhé. Who's that? 1, 2, 3, 4. Who's that? It's Linda, it's Linda. Is she your friend? Yes, she is, yes, she is. Who are they? They're Nam and Mai. They're Nam and Mai. Are they your friends? Yes, they are, yes, they are. Are Mary and Linda your friends? Yes, they are. Yes, they are. Ok, vậy thì chúng ta vừa nghe thấy hết rồi đúng không? Ở đây toàn là những câu quen thuộc nên cô nghĩ là không cần nhắc lại nữa. Nhưng đặc biệt ở đây có một câu là Is she your friend? Chúng ta có biết là gì không nhỉ? Và tại sao ở đây lại đi với Are they? Và ở đây là is she? Vấn đề ở đây là she là chỉ một người, là chỉ cô ấy. Còn they là chỉ nhiều người, cho nên nó sẽ đi với are. Còn số ít thì sẽ đi với is. Chắc hẳn em sẽ được hướng dẫn về những đại từ he, she, it sẽ đi với is, I sẽ đi với em, và you, we, they sẽ đi với are. Tiếp theo chúng ta sang 4. Read and match. Chúng ta sẽ đọc cột 1 và nối với cột 2. Chúng ta cùng nhau đọc nhé. 1. Who's that? Who's that? Ai đấy? Ta sẽ nối với câu nào? Ta sẽ đọc hết một lượt nhé. Yes, they are, thì tất nhiên không phải rồi. They're Peter and Linda. Câu này cũng có thể, nhưng người ta chỉ hỏi là who's that, chứ không hỏi they. Ok, tiếp theo, it's Tony. Vậy thì câu đúng của chúng ta đây rồi. Who's that? It's Tony. Cách để phân biệt chỗ nói một người, chỗ hai người đó là chữ S này. Who's that là who is that? Là who is. Who is thì chỉ số ít. Who are? Who are là chỉ số nhiều. Vậy thì là từ hai người trở lên đúng không?
tiếp theo. Is that your friend? Is that your friend? Trong tất cả những câu chúng ta vừa đọc thì không có câu nào hợp được không? Vậy thì chỉ còn câu D thôi. No, it isn't. 2 với D. 2 and D. 3, who are they? Cô vừa mới nói xong đúng không? Là B. Are they your friends? Are they your friends? Ở đây hỏi they, vậy thì trả lời là they. Now, for A, yes, they are. Rất dễ đúng không? 5, circle the correct words. 1, my, this is my. My, this is my. Nào, chúng ta sẽ quay vào câu nào. Friend hay là friends? This is, đúng không? Vậy thì chỉ là một người thôi. Friend, đúng rồi. 2, who are? Ở đây ta có thể dễ dàng đoán là they, đúng không? Chả ai bao giờ nói là who are name cả. 3, are là số nhiều. Vậy thì Peter and Mary, your friends. Ở đây cũng là số nhiều nè. Tiếp theo, 4, they are my friends. Chả ai nói không, họ là bạn của tôi cả. Yes, they are my friends. Đúng, họ là bạn của tôi. 5, no, they my friends. Vậy thì are hay là are not? Are not, đúng rồi, aren't. They aren't my friends. 6, project. Put the photos of your friends on the sheet of paper. Đặt bức ảnh của bạn vào tờ giấy. And present them to your class. Và giới thiệu họ cho lớp. Ok, ở đây chúng ta có một ví dụ, đó là bức ảnh được gắn vào một tờ giấy. This is Bing and this is Mike. Đây là Bình và đây là Mạnh. They are my friends. Họ là bạn của mình. Ok, dự án này thì cô tin chắc rằng là các em sẽ tự làm được và tự giới thiệu được bạn của mình cho người thân hoặc là bạn bè gì của mọi người nhé. Ok, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Bye bye.